Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Ictomobile Channel. Samsung Galaxy Note 8, một chiếc máy đã ra mắt khoảng tầm hơn 2 năm rồi. Và nếu để mà nói thật lòng mình ở thời điểm này thì mình sẽ không bỏ tiền ra để mua Samsung Galaxy Note 8, mặc dù là cái mức giá của nó bây giờ thì cũng chỉ lanh quanh khoảng tầm là 5 triệu 8 mà thôi. Và chắc chắn rằng là nếu như mình không lựa chọn chiếc máy này thì mình cũng sẽ có rất nhiều những sự lựa chọn khác đến từ cái phân khúc tầm giá như thế này mà mang lại cho mình một hiệu năng tốt hơn. Những cái trải nghiệm về camera có thể nói tương đồng hoặc là cũng có thể nói rằng là nó nhỉnh hơn, nó tốt hơn một tí ở vài yếu tố. Vậy thì Samsung Galaxy Note 8 ở thời điểm này chúng ta còn lý do gì để lựa chọn nó hay không? Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn chia sẻ về nó nhé. Đầu tiên, nói Samsung Galaxy Note 8 là một chiếc máy tệ ở phân khúc tầm giá hơn 5 triệu này thì nó cũng không hẳn. Bởi vì rõ ràng nếu mà nhìn tổng thể về chiếc máy này thì nó vẫn sẽ là một chiếc máy có thương hiệu tốt, có một cái build thiết kế rất là đẹp và chúng ta cũng sẽ có một màn hình mang lại trải nghiệm tuyệt vời. Kích thước thì là 6,3 inch, độ phân giải là 2K+, tấm nền Super AMOLED. Nói chung rằng là nó cũng có những yếu tố để dành cho những đối tượng người dùng nhất định. Ví dụ những người lớn tuổi muốn có một chiếc máy thương hiệu nó rõ ràng một tí, không phải những chiếc máy đến từ Trung Quốc mà vẫn mang lại những trải nghiệm tuyệt vời hơn hẳn so với những chiếc máy tầm trung cùng thương hiệu, thì rõ ràng Note 8 vẫn có thể đáp ứng tốt. Cái thứ hai, đấy là đối với những bạn thường xuyên làm việc với cái S Pen, cần một chiếc máy phải có S Pen để làm những tác vụ, ví dụ như dịch nhanh, ví dụ như cắt ghép nhanh các thứ, như ở đây thì mình sẽ móc ra cho các bạn xem. Đó, những tính năng ở đây thì nó rất đầy đủ khi mà chúng ta so sánh với Samsung Galaxy Note 10 hay là Samsung Galaxy Note 9. Nó chỉ thiếu cái là nó không có Bluetooth các thứ mà thôi, nhưng quan trọng đấy là vấn đề để các bạn có thể sử dụng làm việc, thì cái S Pen này và những tính năng như thế này nó vẫn là quá đủ. Chúng ta sẽ không cần phải bỏ ra một số tiền quá lớn mà trong khi đó thì trải nghiệm tương đương. Nói chung rằng là nếu như các bạn không quan tâm đến vấn đề hiệu năng trên chiếc Samsung Galaxy Note 8 này thì nó vẫn là một chiếc máy mà mình có thể nói rằng nó thực sự tốt cho những bạn không quan tâm đến hiệu năng. Mình nhấn mạnh đấy là đối với những bạn không quan tâm đến hiệu năng. Còn nếu như mà các bạn quan tâm đến hiệu năng đi thì ok, chiếc máy vẫn có thể đáp ứng cho các bạn mượt mà những tác vụ cơ bản như là nghe gọi này, nhắn tin này, lướt web này, hay thậm chí xem YouTube hoặc là lướt Facebook thì cũng không gặp vấn đề gì cả. Hay là thậm chí nếu như các bạn sử dụng nó để chơi những tựa game mà các bạn cũng không yêu cầu là phải mắc setting này nọ, các bạn chỉ cần chơi ở 30fps là đủ rồi, thì Samsung Galaxy Note 8 bây giờ thì nó cũng ổn. Nhưng đối với những bạn cần một chiếc máy ở phân khúc tầm giá hơn 5 triệu này, nó phải có những trải nghiệm chơi game tuyệt vời hơn, nó phải có một hiệu năng tốt hơn nữa, thì chắc chắn Samsung Galaxy Note 8 sẽ không có lý do gì để cho các bạn chọn cả. Hay ngay cả về cái vấn đề thời gian sử dụng pin trên chiếc Samsung Galaxy Note 8 thì mình cũng không đánh giá cao. Bởi vì ngay từ cái lúc mà chiếc máy này mới ra mắt thì có những ngày mình đã phải sạc pin nó tới 2 lần rồi. Nên bây giờ khi mà nó ra mắt được hơn 2 năm rồi, một chiếc máy nó đã sử dụng qua sử dụng lại khá nhiều thì pin của nó cũng đã có phần nào đó chai đi. Và như vậy thì cái thời gian sử dụng pin cho các bạn nó cũng sẽ không cần đảm bảo nữa. Có thể là nó vẫn đáp ứng tốt cho các bạn một ngày với những tác vụ cơ bản, nhưng đối với những tác vụ nâng cao sử dụng nhiều để làm công việc thì có thể một ngày các bạn sạc pin đến 2 lần là chuyện quá là bình thường luôn, hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng chung với sạc dự phòng cũng được. Nói chung rằng là chiếc Samsung Galaxy Note 8 này ở tầm giá hơn 5 triệu thì mình sẽ không chọn nó, mà mình sẽ lựa chọn cái chiếc máy có những cái thứ ví dụ như là camera ngon hơn một tí, ví dụ như là hiệu năng ngon hơn một tí mà màn hình trải nghiệm vừa đủ là được, ví dụ như là Redmi Note 8 Pro chẳng hạn, cũng là một sự lựa chọn hợp lý đấy chứ. Bởi vì mình thì mình không thực sự cần cái S Pen và mình cũng không cần thương hiệu lắm, máy trải nghiệm ok là ngon rồi. Còn các bạn thì sao? Các bạn có quan tâm đến vấn đề thương hiệu, các bạn có quan tâm đến cái S Pen hay là quan tâm tới những cái trải nghiệm về màn hình phải tuyệt vời trong cái phân khúc tầm giá này hay không? Xin một comment để lại ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Còn video này thì mình xin phép tạm dừng lại tại đây. Xin chào và các bạn trong những video lần sau.